Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại HTC Desire 10 Pro. Thì cái Desire 10 nó có hai phiên bản, đây là phiên bản Pro là phiên bản cấu hình cao và chúng ta còn có một phiên bản Lifestyle. Thì cái phiên bản Lifestyle đó thì khả năng là nó sẽ không được bán ở thị trường Việt Nam. Thì HTC Desire 10 Pro nó có những cái gì? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về thiết kế cũng như là cảm giác cầm máy. Thì HTC 10 Pro các bạn có thể thấy là cái máy khá là đẹp, đặc biệt là cái phần cụm camera được làm nổi lên, tạo cho chúng ta cái điểm nhấn ở phía bên ngoài. Cái cụm cảm biến laser dùng để lấy nét nhanh. Chúng ta có một cái cảm biến vân tay, thì cảm biến vân tay của Desire 10 Pro vẫn như là những cái máy HTC gần đây, tức là nó hoạt động rất là nhanh và các bạn chỉ việc chạm vô là mở thôi. Đấy, máy mình đang tắt, mình không cầm vào bất cứ phím nào hết và mình chỉ việc chạm vô cái này thôi và trả ra ngay lập tức nó sẽ mở cho chúng ta. Thì cái cảm biến vân tay trước giờ vẫn là cái điểm mạnh của những cái máy HTC. Khi mà cảm giác cầm lên thì cái máy có trọng lượng khoảng 160 mấy gram gì đó, nhưng mà nó khá là nhẹ và nó không cho chúng ta cảm giác khó chịu khi cầm. Nhìn chung thì đây không phải là một cái sản phẩm cao cấp mà chỉ là một cái máy thuộc phân khúc trung cấp thôi, nên có thể chất lượng hoàn thiện sẽ không phải thuộc lòng xuất sắc nhất, nhưng mà nó vẫn cho bạn những cảm nhận ở mức khá. Đối với những cái dòng máy dưới 10 triệu thì HTC 10 Pro có màn hình 5.5 inch Full HD, thì đây chỉ là cái máy thử nghiệm thôi nên mình chưa thể nói nhận xét của mình về cái màn hình của cái máy này. Nhưng mà với những gì mà HTC họ thường làm trước kia thì khả năng là cái màn hình của cái máy này cũng sẽ rất là tốt. Ở mặt trước thì bạn thấy là HTC họ đã đặt ba cái phím back, phím home và phím đa nhiệm nằm ở phía trước, phía dưới, nó không có lấn vào màn hình và màn hình dùng để làm những việc nhiệm vụ khác. Chính vì vậy mà cái diện tích hiển thị thực tế nó sẽ lớn hơn và nó không bị lem quá nhiều như một số những cái dòng máy HTC trước kia. Tuy nhiên nếu bạn để ý kỹ bạn sẽ thấy là khu vực phía dưới cũng như là khu vực phía trên thì nó không thật sự cân bằng đều với nhau, nên nhìn cái màn hình nó sẽ hơi bị lệch nhẹ một chút. Đó, nếu mà khó tính thì có thể bạn sẽ không hài lòng với cái điểm này. Đó là thiết kế bên ngoài, còn cái phần bên trong thì HTC 10 Pro có những gì? Thì HTC 10 Pro sử dụng Helio P10, sẽ có hai phiên bản khác nhau, phiên bản 3GB RAM và 32GB trong và phiên bản 64GB trong với 4GB RAM. Nhiều khả năng là phiên bản ở Việt Nam sẽ là phiên bản cao hơn, tức là 4GB RAM và 64GB trong với giá dưới 10 triệu đồng, một cái giá khá là tốt. Hiện tại một vài máy có cấu hình tương đương với Desire 10 Pro thì cũng bán với giá tương tự như vậy, cũng khoảng dưới 10 triệu đồng. Chúng ta có một cái camera 20 chấm với khẩu độ f2.2, chúng ta có đèn flash kép. Vừa nãy mình có thử chụp một số tấm hình thì các bạn có thể thấy là cái độ chi tiết cũng như là những cái chất lượng của cái camera này có thể nói là thuộc loại khá cao. Ở trên cái máy HTC 10 Pro này thì cái giao diện camera cũng được HTC họ thay đổi khá là nhiều. Ở đây thì các bạn có rất là nhiều những chế độ khác nhau, từ Pro, Video, Hyperlapse, Selfie Photo, Selfie Panorama hay là Selfie Video. Rất là nhiều những tính năng khác nhau để chúng ta có thể thay đổi. Và ở chế độ Pro thì các bạn có thể chỉnh đầy đủ những cái thông số khác nhau, từ tốc độ ISO cho đến cân bằng trắng đó. Và nằm trên này khá là giống với giao diện của những cái máy Pro của máy Lumia ngày xưa, cực kỳ dễ điều khiển và thông minh. Máy đang sử dụng cái viên pin 3000mAh khá là nhỏ đối với một cái màn hình 5.5 inch Full HD. Tuy nhiên thì khi mà máy chính thức vào khoảng tháng 11 thì bọn mình sẽ test kỹ hơn. Hiện tại thì bọn mình vẫn chưa thể nhận xét được gì, bởi vì đây vẫn là những cái máy phiên bản thử nghiệm chứ không phải là phiên bản chính thức. Thì những cái cảm nhận sơ bộ đầu tiên của mình khá là tích cực với cái máy HTC Desire 10 Pro này. Đã lâu lắm rồi thì HTC họ mới tạo ra những cái sản phẩm tầm trung mới hoàn toàn, thay vì nhập những cái sản phẩm cao cấp hạ giá về Việt Nam. Hy vọng đây sẽ là một cái sản phẩm đáng mua của HTC. Rồi, xin cảm ơn các bạn.